Em thấy không? Đây nè, đây. Thấy ảnh làm không vậy? Thấy gì chị? Em có thấy không? Em ơi, em hỏi em vừa mới học luôn dạ, mà em thấy sao đập luôn à? Em không được tập luôn. Tại sao lại như vậy? Giờ em thấy rồi, giờ em thấy rồi. Giờ thấy chưa? Dạ. Đây. Mình đang lấy đi những cái dầu nó dư thừa trên da, đúng không ạ? Nhưng mà cho Tracy hỏi chút là bây giờ là mình đang make style gì đây anh? Thì đó, em... Bất ngờ đi, ngay cả Tracy cũng sẽ bất ngờ luôn. Đúng. Nếu nói trước thì Tracy ra không bất ngờ. Mà bất ngờ nó có nhiều ý của bất ngờ lắm, hiểu không? Đúng chứ anh. Bây giờ đầu năm nữa chứ, tạo bất ngờ nó cũng hay á. Đó, em nghĩ là bây giờ chị em của chúng ta cũng nên rút vào bên trong để dành cái sân khấu này lại cho anh Nam Trung, để anh Nam Trung có thể biến hóa gương mặt cho Tracy. Nói chung là anh Nam Trung cố lên, em thương anh lắm. Quý vị quay lại với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp, và bây giờ mình sẽ gặp gỡ với khách mời của chúng ta, đó là Tracy Jin. Xin mời. Đúng là chuyên nghiệp, đúng là anh viết vô tay đó là đúng là khác nha. Anh đã nói rồi nè, mình có 9 cái trái bành thì mình cứ quay thôi. Quay xong. Thì đến rớt cái trái nào ra thì mình chịu cái trái đó thôi. Bây giờ chị muốn hỏi là cái Tracy, em cảm thấy là cái trái bành của em lần này có trúng cái gu của em không? Trời ơi, chị lúc mà em đi ra mà mọi người nhìn á là em biết là chuẩn gu rồi đó. Tại vì em là cái kiểu là em thích mix, chị biết không? Ý là chỗ này xíu, chỗ kia một xíu, nhưng mà nó vẫn phải ra chất Âu Mỹ nha. Tại vì em thấy là anh Trung á, để cái đuôi mắt á, nó cũng ngắn vừa thôi mà nó hơi ngang ngang nhẹ một chút xíu. Cái này là cũng gợi ý từ các em, là cũng từ Blackpink. Yeah. Nhưng mà Blackpink thì anh lại thích cô bé kia hơn. Jenny. Bởi vì nó mang một cái màu rất là đặc trưng. Khi mà có làm đậm, có làm drama thì nó luôn luôn là cái màu nó rất là trung tính, nó monotone, nó một màu. Và nó hơi ngả về skin tone của bạn ấy một chút xíu. Và nó chỉ có một điểm nhấn thôi. Và cái điểm nhấn đó nó chỉ đảm bảo cái độ nét thôi, chứ nó không bị tè le, tét lét, màu tùm lum tà la. Còn nếu như mà khi mà đánh cái màu mắt mà nhiều á, thì cái màu mắt đó nó sẽ trùng với cái màu skin tone. Thì anh rất là thích cái make up của bạn đó. Với Tracy ngày hôm nay chẳng hạn, thì anh coi là một cái chất liệu để cho anh làm những cái đó lên. Thì anh sẽ mix nó ở với nhau. Chứ thật sự để mà nói Hàn hay Tây hay Thái thì nó vô cùng... Ê, Tracy nghĩ sao về layout make up ngày hôm nay mà anh Nam Trung thực hiện cho bạn? Thực ra thì Tracy trước giờ á, là em không có thích phong cách Âu Mỹ quá đâu nha. Tại vì em có cái má nó hơi bầu bầu á, nên là em rất là sợ make Âu Mỹ, bởi vì sợ nó bị già. Nhưng mà lúc mà anh Nam Trung chia sẻ là kiểu mình phải giữ được cái chất liệu của cái nét của cái người đó, trời ơi, em tâm đắc luôn. Lại có một cái câu chuyện nữa là khi mà mọi người cứ nói là mọi người sẽ làm theo phong cách Âu Mỹ, là mọi người sẽ vẽ những cái đường contour. Và mọi người vẽ cái đường contour bằng cách như sau. Đó, em sợ lắm luôn á. Nhưng mà sai. Bởi vì là khi nào thì em sẽ có cái xương gò má. Khi mà em gầy, em ốm, em không có thịt, em không có mỡ, em không có cái gì ở đây thì cái xương gò má của em mới hiện lên, đúng không? Bây giờ em lấy cái tay đi, em sờ vào cái xương gò má của em đi. Đố em là nó mọc như thế nào và nó kết thúc ở đâu? Hết nè, nó kết thúc ở đâu? Ở đây. Đúng không? Đâu kết thúc ở đây đâu. Mà tự nhiên mút vào kéo một đường xéo như vậy thì nó thành người lớn tuổi rồi. À, bị già. Đúng rồi. Bởi vì cái người lớn tuổi thì cái cơ ở đây nè, nó mới rớt xuống. Thì cái đường xéo nó mới nằm xuống ở đây. Còn cái người trẻ cái đường xéo nó sẽ nằm khác, nó nằm sẽ bo theo cái khung xương mặt của mình, và đặc biệt là cái xương gò má. Cho nên là khi mà anh đưa cái contour vào với cả
mà Tracy á thì anh lúc anh có thấy Tracy cũng định vậy nhưng mà may quá bạn không làm tiếp. Chắc thói quen. Với cả thêm một điểm nữa là em rất thích luôn, bởi vì anh ấy làm nó beauty trendy lắm luôn á, là bởi vì bây giờ mọi người rất là thích cái kiểu mắt ngang á chị. Mắt ngang mà nó phải là mắt trendy á. Chứ thực ra mắt to không đủ đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ mắt là phải to, ngang, xéo, dài. Trời ơi, lúc anh làm ra cái mắt xong rồi em muốn xỉu lên. Thật ra đó là mắt của Tracy á nha, nếu như mà vẽ nó sớt lên nhiều á, giống như các bạn hôm bữa là nhìn sẽ bị dễ giữ. Giữ đúng, cái đây đúng nha. Mình vẽ nó hơi ngang ngang vậy nè, và nó cái đuôi nó hơi ngắn ngắn nhưng nó to to ra, để nhìn mặt của Tracy á là nó vẫn Âu Mỹ nhưng mà mang một cái chút xu hướng của Hàn, mắt to tròn và nhìn nó cái nét nó hiền hơn. Kính thưa cái gì, như vậy là Tracy cũng cảm thấy rất là hài lòng với cái makeup của bản thân mình. Với lại bây giờ thì Harry muốn thông báo những cái liên quan tới kem mắt nãy. Dạ, kính thưa quý vị, liên quan tới mùi hương, sản phẩm A là số điểm cao nhất. Và về kết cấu sản phẩm thì sản phẩm A cũng được đánh giá cao nhất. Và độ ẩm trên da, sản phẩm A lại được cao nhất. Độ bết dính thì cũng là sản phẩm A được đánh giá cao nhất. Vậy thì hóa ra là số điểm được cao nhất trong tổng thể hết luôn, đó là sản phẩm A. Cũng đúng như là anh em của chúng ta lúc mà trải nghiệm đúng không nào? Hôm nay mình có xin mang về đó. Dạ. Mà chưa thấy đưa cho mình ha. Mong là sẽ đưa cho mình. Dạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đón xem và đồng hành với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Play thực hiện. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Trend Tip, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.